Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày ất hợi tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trần giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày ất hợi tức chi sinh cho can có nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi kỵ tỵ tân tỵ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi quý tỵ tân tỵ tân hợi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ban nền trồng cây sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao âm đức tốt mọi việc sao ích hậu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên tạc, 6 đối với khởi tạo, động thổ ban nền, về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, 6 đối với xuất hành, giá thú, sao nhân cách, 6 đối với giá thú, khởi tạo. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ gặp được ngày có cục diện tam hội phù trợ cho nên công việc với bạn tuổi tí đang có những bước tiến triển rất chi là thuận lợi, khác hẳn so với tình trạng bế tắc trước đó. Đó là nhờ bạn gặp được quý nhân giúp đỡ, định hướng và dìu dắt cho bạn vượt qua mọi khó khăn, sóng gió. Về các mối quan hệ của bạn mệnh tuổi tí trong ngày này, nhìn chung đều rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp, đặc biệt là quan hệ với đồng nghiệp, mọi người luôn có sự đoàn kết, và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, bạn rất mừng vì được trở thành một thành viên trong đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi tí trong ngày này, lại cần phải cẩn trọng với các mối quan hệ tình cảm riêng tư để tránh vướng phải thị phi, hiểu lầm không đáng có. Với bà tuổi tí, có thể bạn hoàn toàn vô tư, không có ý đỏ gì mờ ám, nhưng dưới khuôn mắt của người đời, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Và dần dà xuất hiện không ít những lời đồn đoán vô căn cứ ảnh hưởng tới cuộc sống và cả công việc của bạn nữa về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có quý nhân giúp đỡ khắc phục được khó khăn tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đồng nghiệp đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc có thể vấp phải tình huống tình ngay lý gian vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát Tường màu điên màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Thân Từ vi tuổi xỉu thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi xỉu, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi xỉu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bà tuổi xỉu gặt hái được những thành tựu đáng nể, tạo đà thăng tín không ngừng với mình. Tin vui tới liên tiếp khiến cho bà tuổi xỉu vô cùng là tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Và với bạn tuổi xỉu, bạn làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, bạn biết muốn đạt được những điều mình mong muốn thì chỉ có cách là phải luôn cố gắng, sáng tạo và chủ động trong công việc. Hơn nữa, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, sự uy tín cũng tạo nên hình ảnh đẹp về bạn trong mắt mọi người. Mọi người đều rất yên tâm và tin tưởng mọi khi bạn đảm nhiệm một công việc gì đó và thành quả hôm nay là điều bạn xứng đáng hoàn toàn nhận được. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày này lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Hai người đang khá chi là lạnh nhạt và thờ ơ với nhau. Và với bà tuổi xỉu, hãy tìm cách hâm nóng và hàn gắn những rạn nứt ngay khi còn kịp, chứ đừng có mặc mọi chuyện đi tới đâu thì tới. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, chăm chỉ, nỗ lực không ngừng vì mục tiêu thăng tín. tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, đạt được thành quả xứng đáng với quá trình nỗ lực, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tạo dựng được sự uy tín trong mắt mọi người, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, nên quan tâm tới gia đình nhiều hơn, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt, lạnh nhạt. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tí, tuổi giàu. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần Cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này Đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sung dần than tị hợi cho nên với bà tuổi dần đang có điểm báo bạn trải qua một ngày không may mắn với mình và bạn tuổi dần, bạn khó hoàn thành được công việc một cách hiệu quả, theo đúng như yêu cầu khi mà không có đủ tập trung do vấp phải sự bới móc, lỗi lầm không đáng có của những người xung quanh. Với bà tuổi dần, bạn chỉ muốn làm tốt công việc của mình nhưng mọi chuyện lại chẳng tiến triển theo như ý của bạn. Những rắc rối rồi cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay. Với bà tuổi dần, bạn cần phải có chế độ làm việc và thư giãn hợp lý, tránh để cơ thể của mình bị quá tải, lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, mang tới cho bạn có được tin mừng liên quan tới vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Và kiếm tiền không phải là vấn đề dễ dàng, nếu như bạn không đủ kiên nhẫn sẽ rất dễ bủa dỡ dựa chừng và ảnh hưởng tới tài lộc của bạn. Nhưng nhờ đối mặt trong ngày hôm nay với bà tuổi dần, bạn lại có được sự tính toán cẩn thận. Bạn đang dần giành được thắng lợi về mình, đặc biệt là ở những lĩnh vực nghề tay trái. Quả thực là những nỗ lực của bạn rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng và bạn cần phải cố gắng hơn nữa phát huy những ưu điểm của mình vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc có sự trì trệ thiếu sự tập trung cần thiết tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sức khỏe bất ổn làm việc quá tải tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tin mừng từ nghề tay trái giúp cho bạn có được nguồn tài lộc tăng tín tử vi tuổi nhâm dần thuộc mộc có sự kiên nhẫn cho nên sẽ đạt được thành quả xứng đáng tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có người tìm cách bới móc lỗi lầm gây khó dễ cho bạn Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, hội Mão mùi phù trợ. Cho nên với bà tuổi Mão đang có được sự tỏa sáng trong những lĩnh vực mà thế mạnh của bạn đang nắm giữ. Bà tuổi Mão bạn cảm thấy hăng say và nhiệt tình khi được làm những điều mình thích. Tuy nhiên, dù mọi việc có nhiều thuận lợi đến đâu Thì cũng không nên lý tự hóa mọi việc Bởi nếu như bạn gặp trắc trở Sự việc không được như ý muốn Bạn rất dễ cảm thấy chán nản và buông xuôi Và ngày này với bạn tuổi mão Nhờ có được sự sôi sáng của thiên tài chiếu mệnh Bạn mệnh có được sự tự tin trên con đường mình đang đi Và luôn an tâm vững bước tiếp Chẳng có chút lo sợ gì Dù vấp phải không ít trông gai Nhưng thành quả mà bạn nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho bạn những gì mà bạn phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với mặt tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng mang tới cho bạn có được tin mừng về chuyện tình cảm. Những người đang quản độc thân thì đang bắt đầu tiến tới một mối quan hệ mới, tốt đẹp, chính bạn cũng tràn đầy, mong chờ vào đối phương. Và đối với những bạn đã có nửa kia rồi, đã lập gia đình rồi thì cũng đã biết cách để duy trì ngọn lửa tình cảm giữa cả hai. Bạn sẵn sàng cùng với người ấy chia sẻ mọi thứ để cùng nhau giải quyết và hiểu rõ nhất về nhau nữa rồi vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cảm thấy hăng hái khi được làm công việc mình yêu thích tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần thay đổi thói quen dạy bộ cuộc giữa chừng nếu gặp khó khăn tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức tử vi tuổi tân mão thuộc mộc gia đình hòa hợp vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi quý mão thuộc kim đôi lứa trân trọng lẫn nhau tình cảm thêm phần khăng khít hơn và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi thìn thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh Chua thấy sự nghiệp của bạn tuổi thìn đang có những khởi sắc một cách rõ rệt mọi khó khăn chẳng còn là đáng sợ khi bạn đã học được cách đối phó với chúng thử thách chỉ càng tô điểm thêm cho bạn những thành quả ngọt ngào hơn mà thôi ngoài ra trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tử thìn những biểu hiện xuất sắc của bạn đã lọt vào mắt xanh của cấp trên và bạn sẽ sớm nhận được tin mừng mà bản thân của mình không ngờ tới tuy nhiên bạn cũng đừng vì thế mà sinh ra chủ quan hãy cứ chăm chỉ như thường ngày và bạn sẽ được công nhận sớm thôi với bà tuổi thìn trong ngày này lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn tuổi thìn với nửa kia lại gặp khá nhiều sự tranh cãi do bất đồng quan điểm dù muốn bảo vệ quan điểm của bản thân đến đâu đi chăng nữa thì với bà tuổi thìn cũng nên chọn cách nối khéo léo để tránh gây tổn thương không thể xóa nhòa giữa bạn và người ấy xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn ngày hôm nay là ngày tốt cho mọi việc trừ đồng thổ, an táng. Vì vậy, nếu như bạn có kế hoạch thì hãy nên tiến hành ngay trong ngày hôm nay, rất chi là xuân sỉa với bạn. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc họ vững vàng đối mặt với những khó khăn và vượt qua nó, từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ có thể được cất nhắc thang tín trong ngày hôm nay tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tình cảm cuất trục trặc xua bất đồng quan điểm tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tính tình nóng nảy dễ bị kích động tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy có khi tranh cãi cần phải lựa lời mà nói vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 8, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ đang có điểm báo trong ngày hôm nay những kế hoạch công việc của bạn không được thuận lợi và với bà tuổi tỵ bạn nên chú ý quản lý về ca tài sản cẩn thận đặc biệt là cần phải có lòng đề phòng không nên tin theo những lời đối tượng mới quyên biết mà lại mất tiền oan. Với bạn tuổi tỵ, bạn vốn là người thông minh, có trí tín thủ, vì vậy hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu muốn thành công thì cần phải dựa vào chính bản thân mình, không nên trở thành con giáp, tham tiền mà chạy theo những gì ngoài tầm với. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tỵ là bạn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn khi đang có được cơ hội để thăng tín, không để vụt mất thời cơ quý giá này. Mọi biểu hiện của bạn đều được cấp trên quan sát cẩn thận, cho nên hãy thể hiện một cách xuất sắc nhất có thể. Xét về ngũ hành tương sinh tương khắc thì trong ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này cho thấy vận trình tình cảm của bạn lại không được như ý. Đối với những bạn đang quản độc thân, vẫn chưa hết ế và ngày càng cảm thấy vô vọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ không nên tiến hành đầu tư hay là tin tưởng mù quáng. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không nên tham lam chạy theo những thứ ngoài tầm với. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên nỗ lực nhiều hơn khi đang có được cơ hội thăng tín đến gần. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, tình cảm không có khởi sắc, cô đơn lịa bóng, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần phải biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn mệnh tử ngọ nên cẩn trọng bởi bên cạnh bạn đang có họa tiểu nhân và kẻ đó có thể ngáng trở bạn bất cứ lúc nào. Nguyên nhân là do đối phương ganh ghét với những thành công mà bạn đang đạt được và sẽ tìm cách hạ bệ, phá hoại bạn bằng được đây là lúc bạn cần phải rèn luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng để có thể chống chọi trước những khó khăn, sóng gió xảy ra với mình. Và với ba tuổi ngọ, chỉ cần bạn nhớ làm tốt công việc của mình là được, đừng cố để tâm tới những kẻ xấu làm gì. Vậy thì chẳng có ai có thể cản được bước chân của bạn tiến tới những mục tiêu cao xa hơn. Tuy nhiên vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày của họa thủy xung khắc. Cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Tình trạng chiến tranh lạnh giữa bạn và nửa kia chẳng hề tốt lên mà còn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn khiến cho bạn chẳng biết phải làm sao để chấm dứt điều này. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim chiến tranh lạnh với nửa kia ngày càng nghiêm trọng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc Thủy có dấu hiệu tiểu nhân rình rập nên cẩn trọng trong mọi việc. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc Hỏa kẻ xấu ganh ghét tìm cách phá hoại bàn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc Thổ rèn luyện bản lĩnh vững vàng để đương đầu với sóng gió. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc Mộc tình cảm nhiều trục trặc không được như ý muốn và đánh giá của bạn tự ngọ trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mùi, tuổi dần. từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cho nên, với bà tuổi mùi đang từng bước tháo gỡ được những hiểu lầm không đáng có trong chuyện tình cảm của mình. Dù người ấy có trách móc ra sao thì với bà tuổi mùi vẫn cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện một cách rõ ràng với người ấy bạn tuổi mùi bạn rất trân trọng mối quan hệ với nửa kia cho nên luôn kiên nhẫn tìm mọi ngọn nguồn vấn đề ở đâu để giải quyết bởi bạn biết nếu cứ để hiểu lầm chồng chất chị có thể làm cho bạn đánh mất đi người ấy một cách không xa mà thôi và với bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn được suôn sẻ hanh thông thuận lợi kể cả là ký kết hợp đồng cũng rất chi là tốt về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim giải quyết những hiểu lầm trong chuyện tình cảm tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy kiên nhẫn đối mặt với sự trách móc của nửa kia tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa cẩn thận có kẻ lợi dụng để mưu đồ chuộc lợi cá nhân, từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, thẳng thắn đối mặt sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề, từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc nên chọn hướng may mắn khi có việc cần phải đi xa. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung cho thấy với bạn tuổi thân tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay có sự xa sút một cách rõ rệt bạn tuổi thân bạn nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không được như mong đợi điều này làm giảm sút tinh thần hăng hái và sức chiến đấu của bạn nữa Chính vì nguyên nhân đó mà với bạn tuổi thân trở nên nóng nảy và thay đổi bản tính một cách thất thường đến mức khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu về con người của bạn. Sự nhạy cảm còn khiến cho bạn hiểu lầm ý tốt của người khác và cho rằng đối phương đang làm chuyện thừa thải. Có thể với bạn tuổi thân, bạn đã bắt bản thân mình làm việc quá sức trong thời gian gần đây, cho nên trạng thái thần kinh của bạn không được ổn định. Điều bạn cần phải làm bây giờ là hãy cố lấy lại bình tĩnh và tự dành cho mình một khoảng thời gian đủ để nghỉ ngơi, lấy lại sức lực. Không chỉ vậy, trong vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở đối với bà tuổi thân cần phải cẩn trọng trong việc chi tiêu trong ngày hôm nay bởi bản mệnh rất dễ để cho mất tiền hao của một cách oan uổng không rõ lý do thời điểm này với bạn tuổi thân cũng không nên quá tin người bởi người ngoài kéo lại lừa gạt bạn về tiền bạc Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tâm trạng nhạy cảm, dễ nổi nóng. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, công việc tiến triển không được như ý. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, không có sự hăng hái và tinh thần chiến đấu cần thiết. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên dành thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần có kế hoạch chi tiêu cho cẩn thận, hợp lý. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Dậu hoàn toàn có thể được thăng tiến xa hơn nữa nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội và chứng minh được năng lực của mình một cách rõ ràng bạn mệnh tuổi Dậu đang có được sự may mắn khi của quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho sự nghiệp của bạn được sun sỉa Nhưng nếu như tự bản thân của bạn không đủ cố gắng và nỗ lực thì rất khó đạt được mục đích mong đợi thành hay là bại là hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn tuổi Dậu mà thôi. Bên cạnh đó trong các vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu bạn cũng đang gặp được ngày có Kim sinh Cho Thủy vượng cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay đang rất chi là tốt đẹp với bạn tuổi dậu có thể chuyên tâm vào công việc mà không cần phải lo lắng quá nhiều về điều này nửa kia luôn thông cảm và thấu hiểu cho bạn tạo động lực lớn để cho bạn thêm phần nỗ lực vì tương lai tốt đẹp cho những người mình yêu thương nữa và với bạn tự dậu, nếu như gặp phải vướng mắc gì thì bạn hãy tâm sự thẳng thắn với người ấy, chứ đừng có mại giấu ở trong lòng và gặm nhắm một mình. Chắc chắn nữ kia cũng sẽ muốn san sẻ mọi điều với bạn và điều này sẽ giúp cho tình cảm của hai người càng thêm gắn kết, bền chặt hơn. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ dành sự tin tưởng tuyệt vời cho đối phương. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tìm được những cơ hội làm ăn tốt đẹp. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim quyết tâm thực hiện những kế hoạch đã đề ra. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tuất chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh và đây là thời điểm thích hợp để cho bạn tử Tuất mạnh dạn tiến hành các dự án đầu tư mà bản thân của bạn đã ấp ủ bấy lâu nay, bởi cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn và bạn hãy biết cách bắt kịp thời đại để không bao giờ nói hai chữ như là giá như. Gặp được đối tác tin cậy, hạng mục đầu tư hứa hẹn là điều mà với bà tuổi tuất mất rất nhiều công sức để tìm kiếm và xây dựng. Và chỉ cần một phút lơ là, rua dự cũng có thể khiến cho bao nhiêu công sức của bạn đổ xuống sông, xuống bể, bạn cần phải quyết đoán hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi tuất cần phải quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình một số dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là lời cảnh báo mà bạn tuổi tuất không thể xiêm nhẹ được và xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuất trợ thiêu hại thượng lạn ông thì ngày này nhân thần nằm ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh vì vậy với bạn tuổi tuất nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm trích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa nên thực hiện các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ đừng để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc để rồi hối hận. Tử vi tuổi mão tuất thuộc mộc cần có thêm sự quyết đoán nếu như muốn đạt được thành công. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy xây dựng được mối quan hệ và tin cậy tốt đẹp với đối tác. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi. Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này. Bạn đang có điểm báo rất dễ có những suy nghĩ tiêu cực và buồn bực ở trong lòng. Do bạn đang chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngộ hành tứ hình sông dần thân tị hợi gây ra. Và dù với bà tuổi hợi có những tâm sự cũng không thể nào nói thành lời và cũng chẳng biết nói sao để cho mọi người hiểu được. Cứ thế bạn đang có xu hướng giữ mọi thứ ở trong lòng và tự thu mình lại. Với bà tuổi hợi, bạn vốn dĩ là người thông minh và nhanh nhẹn nhưng trong những thời điểm suy nghĩ không thông, lòng tràn ngập tự ti và bất mãn như thế này thì bạn sẽ đánh mất hết sự sắc sảo thường ngày, bạn mệnh thường than thân trách phận và cho rằng mình làm nhiều nhưng lại không nhận được thành quả xứng đáng. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi hợi là bạn hãy cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, có thể bạn đang đi sai hướng cho nên mọi thứ trở nên rối tung lên như vậy. Bạn hãy thay đổi một góc độ và hướng đi khác xem, có thể mọi chuyện sẽ được cải thiện tốt hơn với bạn xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí khiến cho bạn tâm trạng buồn bực tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không tìm được cách chia sẻ tâm sự với người khác tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có xu hướng tự thu bản thân lại dù tự ti về những gì mình đã làm tử vi tuổi tân hợi thuộc kim hãy thử thay đổi một góc độ khác để cải thiện suy nghĩ xem sao tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy không nên di chuyển về vị trí đầu đạc hay là sửa chữa hay là đục đẽo ảnh hưởng tới thai thần. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.